những điều rất là thú vị tồn tại giữa đường biên giới Canada và Hoa Kỳ. Chẳng hạn như là đường biên giới dài nhất thế giới không cần quân đội bảo vệ và không cho phép cây cối được mọc lên. Thư viện không bao giờ có sách, cũng như là nhà hát không bao giờ có khán giả. Một ngôi nhà nhưng có tới 2 địa chỉ bưu điện ở Canada và Hoa Kỳ. Có một nơi mà ở đó để đến trường cần phải 4 lần đi qua biên giới. Mời quý vị theo dõi những điều thú vị về biên giới Canada-Hoa Kỳ trong bản tin toàn cảnh hôm nay. Canada và Hoa Kỳ là các quốc gia lớn thứ 2 và thứ 4 trên thế giới tính theo diện tích. Biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada là biên giới quốc tế dài nhất thế giới, trải dài 5.525 dặm, tức là 8.891 km, từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, từ Maine đến Alaska, băng qua đất liền, biển và vùng hoang dã, hoang sơ. Biên giới Hoa Kỳ-Canada có vẻ khá tầm thường khi bạn nhìn thấy, nhưng nó thực sự khá thú vị. Tuy là đường biên giới dài nhất thế giới, nhưng đường biên này lại không được bảo vệ, có nghĩa là không có xe tăng và sĩ quan quân đội bảo vệ mỗi bên từ Hoa Kỳ và Canada. Biên giới không được bảo vệ và được cả hai nước tôn trọng. Có lẽ bạn nghĩ rằng biên giới giữa Canada và Hoa Kỳ là một đường ranh giới hoàn toàn vô hình và một cái gì đó mang tính rất là lý thuyết và được hình dung như là một sợi dây giữa các múi giờ chuẩn miền Đông và miền Trung. Nếu vậy, có lẽ bạn đã sai. Canada và Hoa Kỳ dường như chia sẻ với nhau rất nhiều thứ, nhưng đối với khu rừng dường như là không phải. Dọc theo gần hết chiều dài đường biên giới của hai nước, có một khoảng trống lớn khổng lồ giữa các khu vực rừng rộng của Canada và Hoa Kỳ. Giống như một đấng tối cao nào đó đã lùa ngón tay khổng lồ của mình qua tán lá để dọn sạch sẽ khu vực này. Đó là một khung cảnh hẹp, rõ ràng, và có một cái tên không chính thức là Slash. Tại đây, không một ngọn cây nào được mọc lên. Khu vực không có cây cối này rộng 20 feet và bao phủ mọi thứ, từ những hòn đảo hẹp bị cô lập đến những sườn đồi dốc. Trải dài qua các khu rừng quốc gia và những ngọn núi cao chót vót, phần lớn The Slash xa xôi đến mức không bao giờ đón bất kỳ du khách nào ngoại trừ một số ít gấu, nhưng vẫn được duy trì cẩn thận 6 năm một lần với vô số giờ lao động chân tay mệt mỏi. Hàng năm, trung bình mỗi người Mỹ phải góp khoảng nửa cent cho Ủy ban Ranh giới Quốc tế, gọi tắt là Ủy ban IBC, với mục đích duy nhất là phá rừng trên mỗi inch của biên giới Hoa Kỳ-Canada. Với ngân sách hàng năm là 1.400.000 đô la Mỹ, Ủy ban IBC bảo đảm rằng ranh giới sẽ không bao giờ chỉ là một đường tưởng tượng vô hình. Ủy ban IBC là một dự án hợp tác bao gồm cả nhân viên Canada và Hoa Kỳ. Có hai ủy viên, một do Order in Council của Canada bổ nhiệm và một do Tổng thống Hoa Kỳ chỉ định. Phần đất từ Houghton đến Van Buren của Maine do Hoa Kỳ quản lý, còn phần tuyến chạy qua hồ Memphremagog tạo thành đỉnh bằng phẳng của Vermont được quản lý bởi Canada. Tại sao phải có đường Slash này? Mục đích tồn tại của đường Slash này rất đơn giản nhưng không kém phần quan trọng. Đó là để một người bình thường biết rằng họ đang ở biên giới. Bởi vì nếu bạn vượt qua biên giới và bị bắt, dù cố ý hay không, bạn có thể bị phạt một số tiền đáng kể. Đường biên giới giữa Canada và Hoa Kỳ bắt nguồn từ Hiệp ước Paris năm 1783. Theo đó, xác lập Canada thuộc Anh, tách biệt với các thuộc địa của Hoa Kỳ trong tương lai. Sau đó, một cuộc khảo sát được thực hiện từ năm 1872 đến năm 1874 đã vạch ra một đường biên giới rõ ràng. Sau nhiều năm, khoảng 20 hiệp định, công ước và hiệp ước khác đã phân chia lãnh thổ của Canada và Hoa Kỳ. Ủy ban IBC được thành lập vào năm 1908, khi cây cối đã mọc tùm và các điểm đánh dấu của đường biên giới được gọi là di tích bị tàn phá. Sau khi đường Slash được hình thành, Ủy ban IBC đã đặt hơn 8.000 cột mốc dọc theo biên giới Slash để du khách không nghĩ rằng con đường Slash dài vô tận, rộng 20 feet là một loại nghệ thuật sắp đặt nào đó được xem đó là một hoạt động quản lý đất đai kỳ lạ. Thời đó không có GPS, vì vậy các mốc biên giới đã vô tình được đặt theo kiểu ngoằn ngoèo, lệch về phía bắc hoặc là phía nam của đường biên giới vĩ tuyến 49 chính thức, trung bình là 295 feet. Việc thiếu bản đồ đầy đủ cũng dẫn đến các đường cắt biên giới bất thường như là Point Robert và Northwest Angle. Ngày nay, với công nghệ phát triển, việc xem đường Slash có thể đơn giản bằng cách cứ truy cập vào Google Maps, phóng to về phía biên giới Canada-Hoa Kỳ và chuyển sang chế độ xem vệ tinh.
Dù vậy, việc tận mắt nhìn thấy đường Slash vẫn nằm trong danh sách mong muốn của hàng trăm người mê địa lý trên toàn thế giới. Với những ai muốn có một cái nhìn cận cảnh, có thể đi đến Newport, Vermont hay là lên du thuyền North Star sẽ đưa bạn đến ngay bên cạnh vùng đất Slash. Bạn có thích trải nghiệm mỗi ngày ăn sáng ở một quốc gia và ăn tối ở một quốc gia khác không? Nếu bạn thích điều này, bạn có thể đến ở một trong căn nhà nằm ngay trên đường biên giới của Canada và Hoa Kỳ. Ở cuối con đường Canusa có một ngôi nhà nằm ngay trên biên giới, có cửa ra vào ở cả hai quốc gia. Và căn nhà này từng được rao bán với giá khá rẻ bởi gia đình Dumoulins. Những người này có hai quốc tịch đã sống trong căn nhà 40 năm. Đó là ngôi nhà Old Stone Store nằm giữa biên giới Hoa Kỳ và Canada. Một phần của căn nhà thuộc Stanstead của Quebec, phần còn lại thì thuộc Peeble Plain của Vermont, Hoa Kỳ. Và có lối vào ở mỗi quốc gia. Hãy tưởng tượng bạn bước vào từ cửa trước của một ngôi nhà 2 tầng ở Peeble Plain, Vermont, sau đó đi ra sân sau và đứng ở Stanstead của Quebec. Ngôi nhà này được xây dựng vào năm 1782, gồm 9 phòng ngủ, 3 phòng tắm, có 2 địa chỉ bưu điện và đóng thuế tài sản cho 2 chính phủ theo tỷ lệ diện tích đất. Ngôi nhà này ban đầu được xây dựng với mục đích là để dễ bán cho nông dân ở cả hai quốc gia. Và trong thời kỳ Prohibition, căn nhà đã được sử dụng như một điểm buôn lậu tiện lợi. Vị thế của ngôi nhà cho phép những người chủ ban đầu tiến hành kinh doanh ở cả hai bên biên giới. Vì vậy đã thu hút gia đình Dumoulin mua lại căn nhà vào những năm 1950. Bên cạnh niềm vui của một người ở Canada trong khi người kia ở Hoa Kỳ, đây cũng là một địa điểm cực kỳ an toàn vì luôn được canh gác bởi các sĩ quan vũ trang suốt ngày đêm. Đây sẽ là một nhà nghỉ lý tưởng phục vụ bữa ăn kỳ quặc cho các du khách. Point Roberts là một thị trấn của Hoa Kỳ nhưng nằm bơ vơ trên đất Canada. Point Roberts, một bán đảo nhỏ nằm ở cực nam của bán đảo Tawasin ở Delta tỉnh British Columbia. Vùng biển của vịnh Boundary bao quanh nó ở phía bắc và phía tây và eo biển Georgia ở phía nam. Point Roberts được kết nối với phần còn lại của Delta bằng đường cao tốc 4 làn và một cây cầu 2 làn. Nhưng bán đảo này không được xem là một phần của Canada mà thuộc về Hoa Kỳ. Mặc dù nơi đây hoàn toàn không kết nối với lục địa Hoa Kỳ, Point Roberts là một phần của Hoa Kỳ vì nằm ở phía nam của vĩ tuyến 49 tạo thành biên giới Canada-Hoa Kỳ. Đây là nơi sinh sống của khoảng 1.300 người và có 2.000 ngôi nhà. Dù là thuộc về Hoa Kỳ, nhưng hơn một nửa trong số đó lại thuộc sở hữu của người Canada. Và phần lớn thuyền trong bến du thuyền nơi đây cũng thuộc sở hữu của người Canada. Tại sao bán đảo này lại có đặc điểm kỳ lạ như vậy? Công ước năm 1818 giữa Anh và Mỹ sau chiến tranh năm 1812 có một nhiệm vụ khó khăn, đó là xác định biên giới giữa Canada và Hoa Kỳ. Trong nỗ lực tránh tranh cãi và nhầm lẫn do vạch ra ranh giới dựa trên đường phân hủy, hai nước đã đồng ý về một giải pháp đơn giản hơn là vĩ tuyến 49. Có nhiều vấn đề nảy sinh với giải pháp này, bao gồm cả việc đảo Vancouver bị chia đôi bởi đường tưởng tượng. Đã có cuộc tranh luận về việc liệu đường vĩ độ có nên chia đôi hòn đảo hay nên trao toàn bộ hòn đảo cho Canada. Cuộc tranh chấp này được gọi là tranh chấp ranh giới Oregon. Năm 1846, Tổng thống James Polk đề xuất biến đảo Vancouver thành một hòn đảo gồm hai quốc gia, theo đó chỉ định nhiều đất hơn cho Hoa Kỳ. Nhưng điều này ngay lập tức bị Anh bác bỏ. Cuối cùng, người Anh và người Mỹ đã đồng ý trao toàn bộ đảo Vancouver cho Canada, đồng thời trao quần đảo San Juan cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vấn đề đã không được giải quyết chính xác do kiến thức hạn chế về địa lý của khu vực vào thời điểm đó. Có một vùng đất mà cả người Mỹ và người Anh đều không chú ý đến, đó là bán đảo Tawasin. Bán đảo này khi được phát hiện thì đã quá muộn. Thỏa thuận đã vô tình cắt đứt một mảnh nhỏ của Canada và trao bán đảo này cho Hoa Kỳ. Và Point Roberts, Washington là tên của thị trấn nhỏ nằm ngay trên bán đảo này. Thị trấn hơn 1.000 dân này có một phòng khám, đồn cảnh sát, sở cứu hỏa, bến du thuyền và trường tiểu học. Đường bộ duy nhất để ra khỏi Point Roberts và đến những nơi khác của nước Mỹ là đi qua Canada. Do đặc điểm địa lý này, thị trấn có một số thói quen kỳ lạ. Mỗi ngày, một phần lớn người Canada sống ở phía Bắc đi qua biên giới để mua hàng tạp hóa và xăng. Do giá cả ở Hoa Kỳ rẻ hơn khoảng 1/3, người ta nói rằng người Canada cũng sẽ đi du lịch để mua bánh mì kẹp thịt bò tái ở Vancouver vì quy định nghiêm ngặt về sức khỏe của Canada.
Point Roberts cũng là một thành phố an toàn khác thường. Nhờ an ninh biên giới, tỷ lệ tội phạm của Point Roberts thấp hơn 3 lần so với toàn bộ Washington. Nghe có vẻ hấp dẫn như sự phát triển và các hoạt động nơi đây diễn ra khá chậm chạp. Phải mất 2 năm để lắp đặt một chiếc đèn đường. Hoạt động kinh doanh diễn ra chậm chạp, ngoại trừ vào mùa hè, khi lượng cư dân tăng gấp 5 lần do du lịch Canada. Không có cửa hàng giày dép, không có bác sĩ thú y và không có nha sĩ, cũng không có một trường học nào phục vụ cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12. Để tiếp cận các dịch vụ này thì cần phải vượt qua biên giới Canada đến Tawasin, vòng sang White Rock ở Canada và cuối cùng vượt biên giới Hoa Kỳ đến Plain, Washington. Thời gian di chuyển là 40 phút cho mỗi chiều đi, tức là mất 1 tiếng 20 phút cho chiều đi và quay trở về. Đồng thời cần phải 4 lần đi qua biên giới. Đối với những học sinh sống ở Point Roberts, xe bus đến trường trung học Plain khởi hành sớm nhất là 6 giờ 25 sáng, tức là trước khi mặt trời mọc vào hầu hết các ngày học. Cửa khẩu biên giới chỉ có một chiều. Hầu hết các cửa khẩu biên giới đều có cửa ra và cửa vào ở mỗi bên biên giới. Điều này có vẻ giống như lẽ thường tình. Giống như hầu hết các tòa nhà đều có cả cửa vào và cửa ra, hoặc ít nhất là một cửa, nhưng có thể vừa mở để đi và vừa mở để đi vào. Tuy nhiên, không phải các cửa khẩu tại biên giới Canada và Hoa Kỳ đều như vậy. Nếu bạn đi qua biên giới Canada và Hoa Kỳ tại 44 New Brunswick, tốt hơn hết bạn nên nghĩ đến một điểm đến phù hợp, vì bạn đang đi một chiều vào Canada từ Maine, vì không có chỗ nào để quay lại. Hay tại cửa khẩu biên giới trung tâm Cherubusco Franklin, cửa khẩu này cung cấp cho du khách lối đi một chiều vào bang New York từ Quebec. Có tới 6 sân bay nằm ngay biên giới Canada-Hoa Kỳ. Cũng giống như các kỳ quan thiên nhiên từ chối tuân thủ các ranh giới chính trị. Thật kỳ lạ, một số sân bay có một phần nằm ở biên giới Hoa Kỳ và phần còn lại thì nằm ở Canada. Chẳng hạn như sân bay quốc tế Dalbonita-Weston nằm giữa ranh giới giữa Dalbonita Alberta và Dalbonita của Montana. Cả hai đều là thị trấn nhỏ với dân số ít. Sân bay này bám chặt vào đường biên giới đến nỗi đường băng duy nhất của sân bay nằm chính xác trên đường biên giới. Dalbonita Weston thuộc sở hữu chính thức của bang Montana và được điều hành bởi Bộ phận Hàng không của Bộ Giao thông Vận tải Montana. Sân bay quốc tế Coronado Scopie còn được gọi là sân bay quốc tế East Poplar, nằm trên biên giới giữa Coronado, Saskatchewan ở Canada và Scopie, Montana ở Hoa Kỳ. Sân bay này giống như là sân bay Dalbonita Weston cũng có một đường băng nằm ngay trên biên giới Hoa Kỳ-Canada. Để thể hiện tinh thần đồng đội thật sự thì sân bay này được đồng sở hữu bởi cả chính phủ Hoa Kỳ và Canada. Sân bay biên giới Piney Pine Creek thuộc sở hữu của Sở Giao thông Vận tải Minnesota. Sân bay biên giới Piney Pine Creek nằm giữa các thị trấn nông thôn của Piney, Manitoba và Pine Creek, Minnesota. Chuyện kể rằng, ban đầu sân bay này nằm hoàn toàn trong nước Mỹ, nhưng nhu cầu mở rộng đã khiến đường băng băng qua biên giới sang Canada, tất nhiên là với sự cho phép của Canada. Sân bay bang Aviefield nằm trên biên giới giữa bang Washington ở Hoa Kỳ và tỉnh British Columbia của Canada, thuộc sở hữu tư nhân và có một đường băng kéo dài 500 feet, tức là 150 mét vào Canada. Ngay trên biên giới Canada-Hoa Kỳ có một đường hầm bất hợp pháp. Hoa Kỳ và Canada chia sẻ nhiều thứ bao gồm hồ, sông, nhà cửa, sân bay, cầu đường và thậm chí là đường hầm trái phép. Có nhiều đường hầm và cầu chạy qua biên giới Canada và Hoa Kỳ, nhưng chúng đều hợp pháp và mọi người đi qua chúng hàng ngày, như là đường hầm Detroit-Windsor, nối Michigan và Ontario, cũng như cầu Ambassador ở Detroit và cầu Hòa Bình, Peace Bridge, nổi tiếng bang New York với Ontario ở thác Niagara. Bên cạnh đó cũng có một đường hầm trái phép. Kỳ lạ nhưng có thật, ai đó đã thực sự đi xa đến mức đào đường xuyên biên giới Hoa Kỳ-Canada dưới lòng đất, nằm ngay phía đông cửa khẩu biên giới Linden và Elder Grove. Một đường hầm đã từng được đào trái phép bởi 3 người Canada buôn lậu ma túy bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Đường hầm dài 360 feet, sâu từ 3 đến 10 feet, chạy từ một túp lều giống như là nhà để xe dài có mái vòm, thường được dùng để làm kho hàng ở Surrey, tỉnh BC, đến phòng khách của một ai đó ở Linden, bang Washington.
Ngoài ra, biên giới bao gồm một số đặc điểm địa lý riêng biệt, bao gồm Ngũ Đại Hồ, Thác Niagara và kinh tuyến 141 Tây. Biên giới Canada-Hoa Kỳ là nơi có một số công viên quốc tế và quốc gia, bao gồm Công viên Quốc gia Glacier, Công viên Quốc gia Hồ Waterton và vùng hoang dã Boundary Waters Canoe Area. Đây là một trong những biên giới nhộn nhịp nhất thế giới với hơn 400.000 người qua lại mỗi ngày. Biên giới Canada-Mỹ được gọi là biên giới thân thiện nhất thế giới do mối quan hệ hòa bình và hợp tác giữa hai nước. Và đó là những điều thú vị về biên giới Canada-Hoa Kỳ. Phần thông tin toàn cảnh chương trình Canada và Thế giới xin kết thúc tại đây. Chúng tôi cũng kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin Canada và Thế giới tổng hợp nổi bật trong tuần qua. Xin kính chúc quý vị một cuối tuần lễ kéo dài, vui vẻ và bình an. Hoàng Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.